Và hai xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây và hôm nay mình đã trở lại với thử thách map của các bạn. Và trời là trời, biết cái con zombie khốn nạn đi. Đâu rồi, sinh vật ác đây, mình sẽ hạ xuống còn 20 thôi. Nghe tí tí là được rồi. Cái con này nó kêu to quá các bạn nên mình ghét. Ok thì hôm nay chúng ta lại đến với thử thách của các bạn fan rồi. Mình sẽ đọc luật nha. Ok, chào mừng bạn đến máy map Stonecraft. Map này được sinh tồn trong một thế giới toàn đá. Nhiệm vụ của bạn là sinh tồn và sống sót. Cổ máy có chậu cây ở trên giúp bạn tạo ra gỗ cây giống. Nó có thể thay thế các cây khác như mía, xương rồng. Bạn có thể làm cổ máy đó nhưng phải làm giống là sao? Cổ máy có chậu cây ở trên giúp bạn tạo ra gỗ. Ủa? Cổ máy ở trên là cái này hả? Ô, là sao mình không hiểu lắm các bạn à? Thì cảm ơn bạn tên gì đó, Lam GMD đã gửi cho mình cái map này nha. Và mình sẽ thực hiện thử thách của bạn. Và nếu mà thử thách sinh tồn thì mình nghĩ mình sẽ test thử sinh tồn thôi, chứ mình không có sinh tồn dài dài được. Nếu mà các bạn ủng hộ thì mình sẽ sinh tồn dài dài nhé. Ủng hộ mình khoảng 2.500 like là được rồi. Ok, cái này có cho mình cái chia luôn nè các bạn. Bên này thì có gà, cừu, có hai ông nông dân. Một ông là ngư dân và một ông là nông dân nha các bạn. Ok, mình không hiểu tại cái cây này chế tạo gỗ là sao, mình cũng không hiểu các bạn. Để mình đọc lại cái này đã. Cổ máy có chậu cây ở trên giúp bạn tạo ra gỗ cây giống. Là sao thế? Nó có thể thay thế cây khác như mía, xương rồng. Mình không hiểu cái chỗ này lắm các bạn à. Nó có thể tạo ra cái cây khác. Ở đây mình có một cái xô băng và xô nước này. Chắc chắn chúng ta sẽ làm một cái máy phẩm đá rồi. Mà tự nhiên là cho mình máy phẩm đá ta. Ở đây có rất là nhiều gọi là đá luôn. Cho mình cái máy phẩm đá mới hay chứ. Ok, cho thì chúng ta sẽ sử dụng thôi. Mình sẽ đào rộng cái chỗ đá này ra. Mình không biết là cái chỗ kia nó có cái máy farm zombie hay không mà cái lồng farm zombie hay không mà mình nghe rất là nhiều tiếng zombie luôn. Ok, chúng ta sẽ tạo một cái gọi là nước vô hạn ở đây. Đấy, ta đã có nước vô hạn rồi. Chúng ta sẽ trồng mía nha các bạn. Mình sẽ trồng mía ở chỗ này. Rồi, trồng hai cây mía thôi. Nếu mà mọc nhiều quá thì chúng ta sẽ trồng tiếp. Và mình sẽ đập ở trên đây để mía nó mọc cao lên nè. Mấy con bè nó kêu biết tài quá. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ mình nghĩ mình dùng cát để mình trồng mía đi. Ok, đất thì nó hơi phí, mình sẽ dùng cát để mình trồng mía. Rồi cát còn lại thì mình sẽ trồng xương rồng. Xương rồng thì mình sẽ trồng bên đây. Đấy, nó xa xa mấy ông dân làng ra mất công, mấy ông lại tới đụng xương rồng rồi mấy ông bị chết, nó mất công lắm, uổng lắm. Ở đây mình có một ông ngư dân và một ông nông dân. Ok, nông dân thì có thể đổi khoai tây ra ngọc lục bảo nè, củ dền. Và ông này có thể đổi chỉ da ngọc lục bảo. Mình không có củ dền. Holy shit, không có củ dền các bạn ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đào rộng cái khu này ra để chúng ta trồng xương rồng các bạn. Chỉ là thử thách sinh tồn thôi. Có thể là mình sinh tồn ở trên đây được bao lâu. Mình có thể đào lên trên được không ta? Maybe, có thể. Rồi chúng ta sẽ đào rộng khu này để chúng ta trồng xương rồng. Quên chiếc xương rồng nó không mọc sát bên được. Chúng ta có thể trồng tách ra thôi. Đấy, bên đây này. Chúng ta sẽ dùng gỗ để chúng ta chế tạo. Đây. Mình không hiểu cái máy này nó có tác dụng gì các bạn à. Mình không hiểu lắm luôn. Cổ máy có chậu cây ở trên giúp bạn tạo ra gỗ cây giống là sao ta? Cây khác như mía, xương rồng, bạn có thể làm cổ máy đó nhưng phải làm giống là sao? Mình không hiểu cái cổ máy này lắm các bạn à. Là sao ta? Là cái cây này có thể tạo ra gỗ hả? Oh my god. Cho mình một cái drill nè. Cổ máy gì vậy trời? Thà chúng ta là bạn chế tạo mình thấy còn có lý á. Ok, chúng sẽ chế tạo một cây xẻng nha các bạn. Cho mình sẽ chế tạo cây xẻng. Rồi chúng ta sẽ xúc cát ở đây. Đây có ra nhiều đất luôn. Chắc là bạn này mới kiểu là tập làm map cho mình thôi các bạn. Chưa rành lắm. Mình không hiểu cái cổ máy đó là cái cổ máy gì luôn á. Rồi sẽ đặt ở đây. Ô không được. Ở đây rồi. Nên sẽ mở rộng ở đây thêm. Mình sẽ có một cái chỗ farm xương rồng. Vì sinh tồn với thế giới đá thì chúng ta phải đập đá thôi. Mà không hiểu tại sao bạn ấy làm cho mình thêm cái xô dung nham với xô nước như chi. Mình không hiểu lắm. Tại vì ở đây là toàn là đá cơ mà.
Rồi mình sẽ trồng cát ở đây thêm. Rồi còn dư hai cát các bạn ơi, không biết để hai cát này để làm gì nữa. Ok, chúng ta sẽ trồng rồng nha. Một. Hình như trồng sát trong tường không được các bạn à. Nó không cho mình trồng sát được. Vậy là chúng ta phải trồng một cái khoảng cách trống nữa bên đây nữa. Rồi ok. Đấy, bây giờ thì trồng được rồi nè. Cái khu này mình nghĩ là mình sẽ lắp lắp đá lại đi. Đấy. Rồi chỗ này chúng ta sẽ lấy hấp đất luôn để chúng ta trồng trọt cho nó nhiều. Bởi vì sinh tồn ở đây chúng ta mình đang ở chế độ bình thường đúng rồi. Sinh tồn ở đây thì chúng ta sẽ có lúa mì rồi lại có thức ăn các kiểu rồi. Không sao, không sợ. Rồi, chân làng mấy cây xương rồng trời. Chết. Quả thiệt chứ. Đây đi tới cây xương rồng này, không hiểu luôn á. Mình có hạt bí ngô và hạt dưa và mình có cây tre nè các bạn. Mình nghĩ là mình cần một cái gì đó mở rộng ra để chúng ta chặt gỗ nè. Mình không hiểu cái gì luôn á. Cái cỗ máy thì trời. Cỗ máy có chậu cây ở trên giúp bạn tạo ra gỗ. Các bạn thấy nó có tạo ra gỗ không? What? Cây khác như cây mía xương rồng, mình chả hiểu luôn. Các bạn hiểu cái chỗ này mình giùm mình không? What? Tại sao lại có thể tạo ra cái cây chứ? Trong khi đó đâu thấy cái gì đâu. Ở trên này mình có than này, sẽ đào than. Nó kiểu như một cái skyblock vậy các bạn. Các bạn cứ tưởng đây là một cái skyblock phiên bản đá đi. Phiên bản không phải sinh tồn trên trời, sinh tồn dưới lòng đất. Đấy. Ok, chúng ta đã có than rồi, mình sẽ làm đuốc. Chắc chắn là mình sẽ đào qua kia rồi. Bởi vì bên đó chắc chắn nó có lòng farm zombie luôn. Con zombie nó kêu to quá. Mình phải qua bên đó mình chặn nó mới được. Sẽ cắm đuốc ở đây một cây. Đấy. Chỗ này một cây nữa đi. Rồi, mình sẽ đào qua bên đây nha các bạn. Wow, cái tiếng gì vậy? Đấy, nghe tiếng nó đi này. Chắc chắn là tụi nó ở bên đây thôi. Rồi, thắp đuốc cho sáng lên. Wow. Đâu ra vậy trời? Wow, ngon. Vậy là mình có thể farm zombie đây luôn. Ok, chúng ta sẽ chế tạo kiếm nha các bạn. Mình biết ngay là chắc chắn có một cái lò farm mà. Rồi mình sẽ làm một cái lò nung. Mình sẽ để cái lò nung ở đây. Và mình có thể farm zombie ngon từ zombie ở đây luôn. Đấy, có một cái lò farm zombie thôi à. Ok, mình sẽ thắp đuốc sáng đây cho bọn zombie nó khỏi spawn nhiều hơn. Cái con ở trên đầu của mình. What the hell. Đây, mình có thể giết nó ở đây được. Rồi. Nếu mà về sau thì nếu mà rộng thì chúng ta sẽ có khoảng cách để làm cái máy farm zombie ở đây luôn. Và mình sẽ chế tạo cửa nha các bạn. Chế tạo cửa hai cái cửa đi. Thấy chưa, mình biết ngay cỡ nào ông dân làng ông bị đâm mà. Không hiểu tại sao luôn. Cứ thích chui qua xương rồng các bạn à. Chỗ nào không thích thích lại thích chui qua xương rồng. Mình nghĩ là bạn ấy cho hai ông nông dân ở đây có nghĩa là mình có thể cho hai ông này đẻ được các bạn. Nếu các bạn chơi lâu thì chắc chắn các bạn sẽ giúp hai ông này đẻ được. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái trang trại nha. Có trang trại xong mình sẽ làm đào một cái khu rộng để chúng ta farm cây nè. Đấy, sinh tồn trong lòng đất là các bạn có thể làm cho mình rất là nhiều cái phòng của mình luôn. Đấy, chỉ cần các bạn đào đá thôi thì các bạn có phòng để ở rồi. Ở đây chúng ta sẽ trồng trọt nha. Đào rộng ra nào. Lại có đất. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đất rất là nhiều luôn, nên là các bạn cứ yên tâm đi, đào một tí là có đất à. Đấy. Chúng ta sẽ đào ở dưới luôn nha, rồi chúng ta sẽ lót đất đấy để chúng ta trồng trọt ở dưới đây. Chúng ta sẽ làm cái trang trại hơi to thôi chứ không to lắm. Không cần to lắm. Rồi ở đây chúng ta sẽ trồng lúa nè. Bên đây thì mình sẽ làm cái phòng để chúng ta trồng bí ngô. Đấy. Mình sẽ tận dụng hết tất cả các phòng để trồng trọt luôn.
Không biết đào như thế này lát nữa nó có sắt hay là cái gì không. What? Trời ơi. Mình nãy giờ mình mới để ý cái bản đồ, mình đang ở dãy núi, mình đang ở tầng 83. Vậy là chúng ta sẽ không có gọi là sắt các kiểu đâu. Nếu mà kiếm sắt hay kim cương, chúng ta sẽ đào thẳng xuống phía dưới này. Đấy, chúng ta mới có sắt kim cương được. Wow, bây giờ mình mới để ý luôn á, mình đang ở trên dãy núi và đang ở tầng 83 luôn, quá là khủng. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ trồng dưa, đây dưa rồi bí ngô đấy, mình sẽ tách là hai phòng. Nếu mà các bạn muốn lên trên thì các bạn cũng có thể lên, mà bạn này bắt buộc mình phải thử thách sinh tồn dưới lòng đất rồi thì mình sẽ không lên trên, mình sẽ ở dưới lòng đất luôn. Rồi chúng ta sẽ làm cái chỗ cát đất ở lỗ đất chứ. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ gọi là để nước nè cho nó mập nè. À đúng rồi, mình phải đào rộng thêm ô nữa chứ. Bên đây chúng ta phải để thêm đất nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ thêm ô đất nữa. Đất rất là nhiều nên các bạn yên tâm đi. Một cái, bên này cũng vậy luôn. Vậy là mình đã có chỗ trồng trọt mí nè, à lộn, bí ngô và dưa nè, rồi hạt giống nè, đấy, đầy đủ luôn. What? Oh, nãy giờ mình mới để ý là cái cúp này không phá được cái bè hàng gì nãy giờ. Ủa, mình đào nãy giờ mà không bị hư hỏng cúp. Thì ra cái cúp này nó có không phá được. Vậy là ngon, mình có thể dùng cái cúp này không đào tất cả mọi thứ. Rất là ngon từ rim. Ô mình nhầm rồi, cái này bên này mình không cần lắp đất đâu, mình để nước mà. Ok rồi, bây giờ chúng sẽ dùng cái xô dung nham, thì mình sẽ để một cái hố dung nham đâu đó, tránh xa mấy ông dân làng khốn nạn. Tại vì mấy ổng là chuyên gia là đi tùm lum rồi mà các bạn. Ok, mình sẽ để dung nham mình. Ủa có than này, ngon. Ngon, có than thì đào luôn chứ. Ở trên núi mà, chúng ta sẽ thấy than rất là nhiều luôn. Qua wow, một ô than đây luôn. Đào hết, mình sẽ dùng lấy kinh nghiệm luôn. Không biết là chơi như thế này có dưới dòng được hay không nữa. Wow 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 wow. Cái ông này trời ơi là trời. Chịu mấy ông hết nổi luôn các bạn à. Lì gì mà lì. Rồi mình sẽ đắp vào đây một cục, tại vì mình sợ mấy ông này vào á, mấy ông bay vào dung nham mấy ông chết. Wow, nó ra gỗ thiệt này các bạn. What? Ô không thể tin được luôn, để cây như thế này nó cũng ra gỗ à. Ô sao hay vậy. Qua wow, các bạn nhìn nè, nãy giờ mình đâu có để gỗ trong đây đâu, đúng không ta? Mình không hiểu nữa, nên mình để như thế này nha, lát nữa gỗ nó có ra không nè, chả hiểu luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc nước nha, nước vô hạn mà. Mình sẽ để một đây một ô này. What? Vậy là cái cụ máy chặt cây có thật à, chứ không phải bạn ấy nói giỡn các bạn ơi. Không thể tin được luôn. Rồi nó sẽ lắp nước ở đây hết rồi nó sẽ trồng trọt. Rồi đến lúc chúng ta chế tạo cuốc rồi, để xem nó có ra gỗ hay không. Không thể tin được luôn. Nếu mà ra gỗ như thế này thì nó lâu quá các bạn à, mình thấy nó lâu quá luôn. Nãy giờ mới có một cục gỗ thôi. Rồi ở đây thì nó sẽ cuốc ở đây rồi cho nó mọc xong nó sẽ qua đây để. Ở đây cũng vậy luôn. Rồi cắm đuốc để cho nó sáng khu vực này cho cây nó dễ mọc nhanh nè. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ trồng trọt nha các bạn. Mình không thấy nó ra gỗ nữa. Rồi chúng ta sẽ... Oh my god, bạn này không cho mình hạt giống các bạn à. Cho không cho mình hạt giống sao mình trồng đây. Cho mình chỉ có hạt bí ngô à. Hạt giống vô biên. Cây mía này mà có thể trồng ở đất không ta? À đúng rồi. No. Ui cứ tưởng nó mắc chứ. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái chỗ trồng mía nữa. What the hell thiệt tình. Vậy là không cho hạt giống luôn. Vậy luôn. Lầy lạy luôn. Rồi chúng ta sẽ có một cái chỗ trồng mía các bạn. À lộn, trồng cái gì, cái tre. Đúng rồi. Cái tre thì chúng ta sẽ cho làm cho cái chỗ này nó cao lên tí. Mà tre để làm gì ta? Đúng các bạn, không có chút gấu chút thì cho cái gì nó ăn. Rồi cao tới đây là được rồi. Cao tới đây là mía, à lộn, cái tre nó mọc tới đây là ok rồi.
cái tre nó mọc cao lắm các bạn à. Tại vì sinh tồn. Ui, ai mở cái gương vậy? Mình nghe tiếng ai mở cái gương đúng không các bạn? Nó dân làng này thiệt tình phá phách thiệt. Nhưng không sao, có mấy ổng mình sinh tồn đỡ chán hơn. Rồi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, rồi, trồng mí. À, cây tre chứ quên. Trời, cái tre với cây mí mình cứ lộn hoài à. Rồi, vậy là mình có rất là nhiều đá luôn các bạn. Không biết là cái cây này nó có thể lọt ra hạt giống nữa không? À, lộn ha, gỗ nữa không? Mình thấy là hơi có điều hơi hư cấu ở đây rồi đó. Vậy? Mình nghe có tiếng đất ở đây mà. À, chắc là mấy con này nó ăn. Oh my god. Oh, các bạn, hồi nãy mình có đập cái cục đá cho đây ra không các bạn? Mình nhớ là mình không có mà. Ở đây là có một đống rơm này. Rồi, có rơm luôn. Rơm thì chúng ta không có thể chế tạo được cái gì hết. Mình sẽ chế tạo cửa sập. Cửa sập chế tạo 6 block, đúng rồi. Để đây một cửa cho con vật nó khỏi ra được. Chết cha rồi. Như thế này nha. Đây. Còn bên đây cũng vậy luôn. Đấy, mình sẽ lắp ở trên luôn cho nó bằng phẳng cái khu của mình ở. Đấy, rồi. Đây là chuồng gà nhá. Chuồng gà như thế này cũng chạy được à. Ờ, làm như thế nào ta? Mình sẽ chế tạo một cây rìu. Hồi nãy chắc là cái điều hư cấu này các bạn. Mình nghĩ là mình hồi nãy mình có để gỗ mà mình quên á. Chứ làm sao cái cây nó có thể ra gỗ được đúng không? Rồi, ok, về nấm. Nấm thì mình nghĩ là có thể trồng được nè. Tại vì trong cái hang này nấm nó có thể mọc được. Ok, chứ sẽ làm cái chỗ trồng nấm nhé các bạn. Còn cái chỗ về, cái chỗ gà, cái nuôi gà thì chúng ta sẽ làm lại nè. Còn chỗ bò cái kiểu đây nè, sẽ lắp lại thẳng hết luôn. Ấy, ấy, ok. Hai bò, ba cừu. Đấy, ở đây rồi. Mình sẽ làm cái chỗ trồng nấm nhé các bạn. Trồng nấm thì mình sẽ làm chỗ này. Oh my god, đâu ra vậy? Đâu, bậy rồi hai. Đấy, đây là cái hố dung nham của mình. Lắp lại luôn. Mình sẽ qua bên kia mình lắp lại cái chỗ này luôn. Đấy. Rồi, chỗ dung nham. Rồi mình sẽ tiến thẳng tới cái chỗ này. Tập này các bạn coi, các bạn chỉ coi mình đào thôi à. Đa số là mình đào đúng không các bạn? Mình thấy mình nãy giờ mình đào không à. Đấy. Nắm thì các bạn đào khoảng cách rộng rộng ăn tí cũng được. Và cho nó tối nha. Ôi chết cha rồi. Thôi lỡ rồi. Mình sẽ đào thẳng bên đây luôn. Góc tối thì nắm nó sẽ mọc nhanh hơn. Đấy. Rồi mình sẽ đào sâu vào đây 3 block nữa. Rồi chúng ta sẽ trồng. Để càng tối thì nấm nó càng mọc nhanh này. Ok, chúng ta sẽ đào qua bên đây nữa. Đấy, bên đây thì không có gì hết, mình sẽ đào qua luôn. Để chúng ta lấy đất luôn. Ok, rồi, chúng ta sẽ trồng nấm nha. Ở đây có 4 cây nấm, rồi. Chỗ này mình sẽ làm cái cửa nhưng mà rất tiếc. What? Nó mọc thiệt rồi các bạn. Holy shit. Nhưng mà nó mọc hơi bị lâu quá các bạn à. Hay là mình phải xoay như thế này. Quá, tại sao lại hay như thế? Tại sao nó lại mọc ra gỗ được? Oh, cái chỗ này nó hơi logic các bạn à. What the hell. Giờ nếu mà chúng ta kiểu muốn trồng mà gọi là muốn lấy gỗ loại gỗ nào á thì cái cây nó cũng mọc ra được. What the hell, cái cổ máy logic. Mình được một cục gỗ này. Và chúng ta sẽ còn cái chỗ mà gọi là trồng cây thôi. Ok. Nói chung là tập này thì chúng ta xây được tới đây rồi. Nếu mà các bạn ủng hộ thì chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft sinh tồn dưới lòng đất nha. 2500 like thì mình sẽ tiếp tục nha. Bye bye. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Show.
Anh hùng trong chúng ta.